Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã nhìn thấy dáng xem video của mình. Và mọi người có thể thấy đây là diện mạo mới của mình, tại vì mình bị cận khá nặng cộng thêm lại. Mà các bạn thấy không, mình nghĩ tới đây là cái mặt mình nó bư ra nên là mình phải xả tóc để che bớt cái sự bư của mình. Video này được quay vào ngày Valentine, đó là ngày 14 tháng 2. Đây là ngày mà các bạn sẽ dùng để bày tỏ tình cảm với một nữ của mình, hoặc là với crush của các bạn, những người mà các bạn thầm thương, trục nhớ, có ấn tượng. Và đây là một dịp rất là chính đáng để bày tỏ luôn, đúng không? Mình mong mọi người sẽ có được thành quả như mong muốn. Thật ra cái video này nó sẽ ngắn thôi và nó sẽ được up lên sau Valentine, tại vì Valentine nó sẽ là một ngày cảm xúc cực kỳ dạt dào luôn á. Tụi mình biết là hôm nay mình một mình nhưng không sao, rất mong mọi người sẽ được những cái kết quả mà mọi người mong muốn nhé. Mình có xem một cái video của Trung Quốc, TikTok Trung Quốc. Nói chung là mình không xài TikTok nhưng mà lâu lâu nó vẫn sẽ hiện lên á, theo gợi ý ở trên Facebook mình vẫn dùng. Cái này mình nói thẳng luôn là mình dựa trên cái video đó nha. Và mình cảm thấy video này thực sự rất là ý nghĩa nên là mình làm cái video này sau Valentine up lên để cho các bạn xem. Và mặc dù cái độ viral của nó khá lớn nhưng mà không phải là tất cả mọi người đều xem được, nên là bây giờ nha, các bạn nghe mình. Sau đó nhắm mắt lại, các bạn hãy nhắm mắt lại. Các bạn hãy cho mình 5 giây thật là tĩnh tâm, thật là yên bình. Và các bạn hãy nghĩ đến 4 người mà các bạn cảm thấy là quan trọng nhất nha. Có thể là sau Valentine sẽ có cả người yêu của các bạn trong đó nữa. Nào các bạn hãy đếm hàng tỷ đi. 1 2 3 4 5. Các bạn mở mắt ra, các bạn đã nghĩ tới 4 người mà các bạn yêu thương nhất trong cuộc đời này chưa? Những người mà các bạn sẵn sàng hy sinh để mang những điều tốt đẹp nhất đến cho họ. Mình hỏi nè, có các bạn ở trong đó không? Chỉ là một thông điệp ngắn ngủi thôi và mà mong là mọi người có thể hiểu ý của mình nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và nếu các bạn không ngại với cái diện mạo mới của mình thì mình cũng rất là vui khi có thể tiếp tục xuất hiện với cái cặp kính cận này. Và tạm biệt mọi người, Valentine.